Xin được chào đón anh em nhé. Lúc này thì tôi đang ở tại đằng sau bãi biển Quất Lâm. Qua dãy nhà này là bãi biển Quất Lâm, nên là ở đây là gần biển. Gió là hơi to, hôm nay sức gió là 35 km/h và gió hơi to. Và tôi đang chuẩn bị cắt bỏ đi một đốt, nối nó xuống như thế này để cho nó ngắn lại. Các bạn đang theo dõi trên kênh của Quan Tâm Chiến Sự, nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông để ủng hộ Chiến Sự làm video của các bạn nhé. Các bạn thấy là lúc này màn hình nó lúc lắc là do gió, nó lúc lắc cả camera nên là nó hơi rung màn hình, các bạn thông cảm nhé. Ok. Wow, màn hình rung này. Và bây giờ thì tôi phải cầm tay để cho nó hết rung. Nốt mấy cái lá đi. Và phía bên kia tôi vẫn đang rất nhộn nhịp. Hai bên khách sạn nào Bắc Hà nha các bạn, có dịp về Quất Lâm thì ở võ Bắc Hà. Đây là đường ra Quất Lâm. Và đây là bệ. Lên đến trên bệ thì thân, như các bạn biết là cái thân này nó rất là cứng, chơi nó không thể đẹp được. Phía trên là tay cành, chủ nhân trước thì cũng để khô quá và mới bàn giao một chủ nhân mới. Bây giờ anh yêu cây và sẽ chăm sóc tốt hơn. Đây, tôi sẽ quay tổng thể cho các bạn xem. Đó, tôi đứng rất xa. Và bây giờ thì tôi sẽ đặt máy thì gió nó rung các bạn nhé. Tôi sẽ, đây các bạn nhìn tay tôi này, tôi sẽ khả năng là tôi sẽ bỏ đi 20 phân trong lòng bàn tay của tôi để cho nó thấp cái đoạn này xuống. Rồi các bạn tiếp tục là theo dõi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi bắt đầu cắt tháo khớp chân dài quá. Bây giờ có vẻ là anh em không thích chân dài mấy thì phải. Ngay Quất Lâm nên mà cũng không thích chân dài. Rồi vuông cưa rồi, ok. Lúc này máy tôi không đạt được gió, nó bay cả máy rồi, phải cầm tay các bạn nhé. Rồi cưa tay cho nó mịn. Máy móc thì tôi có đầy đủ hết, nhưng mà do muốn nối thì cưa tay cho nó mịn. Còn cái dãy nào để được thì còn cứ để. Xuống đây. Đây. À. To, à to vẫn trong nhà. Đây có một số anh em đam mê nữa. Kết nối đam mê. Vâng, lúc này thì chúng tôi bắt đầu tháo khoanh giò này ra uống rượu tối. Nhắc ra đi. Đâu xem nào. Chỗ này được đi mấy đĩa? 1, 2, 3, 5 đĩa rồi các bạn nhé. Đây, đang treo này, tí nữa chúng tôi nối xuống. Tôi đang xoay cho nó dẻo dễ các bạn nhé. Đây, cắt dần.
Vâng, chúng tôi tiếc cái bộ bông tay nên là chúng tôi tháo khớp nối lại. Nhặt cả cái đột ở trong cái đột trắng đấy. Anh em nào cần chậu, cần chuyển cây cứ gọi bác này nhá. Phó Chủ tịch Sinh vật Cảnh Quất Lâm. Có xe này rất là tiện. Đây các anh em nhá. Anh em nào khu vực Hải Hậu, Giao Thủy. Bây giờ chúng tôi sẽ khoan chốt định vị lại. Sau đó thì bó sơ dừa vào các bạn nhé, cho nó nhanh ra dễ. Này, nhanh mà. Còn rễ khỏe kia, không để rễ dưới là ngon. Chứ nó khỏe hơn cả rễ dưới là khỏe. Bây giờ làm tháo nhiều, bây giờ làm đột nhiều. Tay gì, tay gì, áo đồ vàng vàng hôm nào mua từ Anton hai cái đấy, chị hào hào 100 cái thì đục đầu được chứ. Để đục chưa anh? Xuống xuống thân này đúng không? Cái bệ của nó chắc bệ của nó xấu rồi. Bệ không có mấy. Đúng vì cái bệ đấy, cái đất là đất nó cát nó sâu lâu năm rồi, vâng. Nó dài. Tháo như bình thường là nó tháo rồi. Nó cái này mai dễ nó tùm nó liền thì đấy xanh nó liền ngay nó bè liền luôn đấy cái vết chưa liền luôn đấy nó liền hai là vào nhau luôn đấy thấy làm trước mình cứ sợ đó cứ bao giờ liền vậy nó có đấy lôi nó liền không đào này cái đấy đẹp đấy ha rồi đây một cái đào bay nó đẹp đẹp người thì đẹp đấy. Hai thằng nó phát triển, hai thằng nó phát triển với nhau. Rồi. Từ từ nhá, từ từ chờ chú. Cắt lại với nhau luôn. Cứ chia làm ba chỗ. Vâng, ra đồng đẹp đấy. Vậy thì mất công gọi đến sự về làm nó xấu xô bỏ. Cứ thật đi làm đi. Ok. Làm cắt vậy là ác rồi đấy. Anh sự không cắt rồi, không toàn cắt vậy à. Cái nó cửa nếp của ông toàn hạ kiểu này hết mà. Cắt cổ hết à. Cắt đi rồi. Tạm á, thôi chốt bên kia. Tạm hơn tí nữa mới chốt lại. Đấy, ok rồi. Nhiều nhiều. Không, phải 3 đinh. Đấy, đinh cùng hả? Cùng hắn là đánh á. Đúng rồi. Cùng hắn to, nó có to nào.
sốt bể. Lấy cái búa to cho nó đầm. Vâng, một ngày mới, ngày Chủ nhật, một buổi sáng bình yên, lây phây mấy hạt mưa. Nhưng sóng biển thì không hề yên, vẫn ồn ào. Các bạn nào có dịp thì về Quất Lâm. Vâng, lúc này thời tiết mưa, tôi không ra được máy nên tranh thủ tôi đang tiếp tục lọc lại rễ và tay cành thừa bớt lại. Đó, các bạn thấy là lúc nãy nó có cái rễ rất là béo ở đây và tôi tạo cắt để cho nó thò khoe được những cái điểm này ra. Rồi nốt con này vào đây. Đây, con này cũng bóc đây này. Đây các bạn nhé. Ví dụ như các bạn thấy con rễ này nó đèn cho cái rễ dưới này. Mà trong khi đó là nó dài, nó rất là đô, thơ. Thì ta bỏ đi để cho nó quyện vào như thế này. Tháo cái này lên đây. Để phá cách cái bệ nơm đi các bạn nhé. Đây, các bạn thấy chúng tôi tháo cái rễ này ra một phát, nó khác này. Bóc lên dễ trên. Đây phát này. Còn con rễ này thì cái góc này nó không có nên tôi đành phải đục các bạn nhé. Khi mà bất đắc dĩ ta phải sử dụng đến phương án đục. Các bạn thấy thì khi mà tháo cái rễ này ra một phát thì nó khoe được cái những cái rễ này nó dẻo mà nó không thô các bạn ấy. Nó bớt đi. Vâng, chúng tôi đang phá giải mã cái bệ nơm đi các bạn nhé. Nó rất nhiều những cái rễ nó nây và nó tròn, nó giống như một cái nơm đi hút cá đấy, thì nó không có đẹp. À, bây giờ thì nó phải có cái móng các bạn. Để lại cái này để cho nó thôi. Chuột xuống. Có bánh gai, ai bánh gai.
các bạn nhìn là so với lúc đầu thì nó đỡ đi rất nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang thực hiện tại Quất Lâm ngay bãi biển cho anh Quyền, một trong những người rất trẻ. Và đây là hai cô cậu, con trai con gái. Và chúng tôi thực hiện... Ôi lạnh quá con. Hay là rồi. Lực sĩ này có lạnh không? Rồi, không lạnh thì cứ xem cây to hay người to các bạn nhé. Và tôi phá xong được cái phần đặc biệt là cái bệ bệ nơm các bạn nhé. Rất nhiều những cái rễ củ sắn thì tôi đã bỏ đi. Và lúc này thì gió nó hơi rung về cái máy quay. Còn khi rung thì cái màn hình nó cũng sẽ bị rung, các bạn thông cảm hết sức cho. Và đây là cái nốt mà tôi tháo đi các bạn nhé. Trước là nó cái đoạn nó rất tỉ lệ, nó rất là dài. Và nó không, cái bông trên này nó cao quá. Và bây giờ thì tôi đánh thấp nó xuống và làm cho nó hài hòa. Và đặc biệt là cái bệ nơm này thì tôi sẽ quay gần cho các bạn xem. Lúc đầu thì các bạn theo dõi rất nhiều những cái rễ mà thô và nó như củ sắn để chúng ta luộc ấy. Nhưng mà bây giờ thì bóc nó ra và tạo lên những cái điểm như thế này rồi. Đây là... Rồi, đây nhá, cái đoạn này là tôi nối khớp vào nhau này. Là ok, tiến sự đã nối rất nhiều rồi nhá. Nối và làm rất là nhiều rồi. Đó. Các bạn thì có dịp thăm Quất Lâm thì các bạn tới thăm trực tiếp. Ở trên video thì nó cũng chỉ là phác thảo thôi. Và tôi cũng xin kết thúc video này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Và chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần được hạnh phúc và thành công. Xin kính chào. Vâng, xin tiếp tục chào đón anh em. Tôi vẫn ở tại Quất Lâm nhà bạn Quyền. Và đây là một trong những cây xanh mà chúng tôi chuẩn bị hạ đao. Thu gọn thấp lùn cho sang chậu nhỏ các bạn nhá. Chậu này nó rất là to. Chậu này. Chậu đấy vẫn là to, còn bé nữa cơ. Đây đã có một cái chậu này rồi nhưng mà vẫn chưa được bé. Wow. Gió rất là to ở ngay gần biển các bạn nhá. Lúc này thì có một chút mưa. Và đây thì tôi chia sẻ luôn với các bạn. Tôi sẽ cắt đến đây. Đó, vì cái tay này nó rất là dài, nó chọc mặt nữa. Tôi sẽ cắt đây làm bông 1. Và đây tôi cũng tiếp tục. Đây làm cái tay bay các bạn nhé. Và đến cái đoạn này, cái thân này nó hơi dài, thì khả năng là tôi sẽ cắt đến đây các bạn nhé. Đó. Chứ không nối nữa. Bởi vì là cây này thì tôi lại muốn chơi cây nhỏ luôn.